Với bộ môn cờ vua, SEA Games 30 sẽ chứng kiến sự trở lại của một trong những nữ kỳ thủ hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Thị Mai Hưng. Và ở thời điểm hiện tại, ban luyện đang kỳ vọng vận động viên người Bắc Giang sẽ có thể tái lập được thành tích giành huy chương vàng như điều mà cô làm được tại SEA Games 26. Từng xuất sắc giành được tấm huy chương vàng nội dung cờ tiêu chuẩn của nữ tại SEA Games 26 trên đất Indonesia. Sau 8 năm vắng mặt ở sân chơi lớn nhất khu vực, sức cờ của Nguyễn Thị Mai Hưng được đánh giá là đang vào độ chín. Bởi vậy, dù chỉ có hệ số Elo là 2.270 trên bảng xếp hạng thế giới, nhưng Mai Hưng đã có thể vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Thanh An để giành một suất đến Philippines vào cuối năm. Bà là để tạo lập lại cái thành tích của mình thì có vẻ như là hơi gây áp lực cho chính bản thân. Nhưng mà em cố gắng trau dồi, rèn luyện và mong muốn đạt được cái thành tích tốt nhất. Tại SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines sẽ chỉ tổ chức 5 bộ huy chương cho môn cờ vua, gồm cờ Đông Nam Á cùng 4 nội dung nam nữ của cờ nhanh và cờ chớp. Cùng với đó, việc mỗi kỳ thủ chỉ được tham dự một nội dung sẽ ít nhiều làm giảm đi cơ hội săn vàng của Mai Hưng và các đồng đội. Đối với vận động viên cờ thì thời đại cờ nào thì mình cũng vẫn phải rèn luyện một cách tốt nhất. Em cũng sẽ chuẩn bị về những cái phần của mình trước, giống như nắm chắc những cái lý thuyết về khai cuộc hay là rèn luyện những cái kỹ năng về xử lý thời gian hay là xử lý những cái giai đoạn trong chung cuộc và tàn cuộc. Trong thời gian tới, Nguyễn Thị Mai Hưng sẽ tham dự 2 giải đấu, gồm giải vô địch cờ vua Đông Nam Á tại Bắc Giang và sau đó là giải vô địch cờ vua đối thủ mạnh tại Quảng Ninh. Đây sẽ là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vận động viên sinh năm 1994 này trong mục tiêu giành được tấm huy chương vàng SEA Games thứ 2 trong sự nghiệp.